Trở về sông bé, tác giả Đào Văn Đảm. Thưa quý vị và các bạn, bão dư luận đang nổi lên, đặc biệt trên không gian mạng, khi Ngài Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dùng những từ như xâm lược để nói về việc có mặt của quân đội nhân dân Việt Nam trên đất Campuchia trong một giai đoạn lịch sử bi thương của cả hai dân tộc. Không trực tiếp tham gia vào các cuộc tranh luận đanh thép và nảy lửa, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn bài ký của cựu chiến binh Đào Văn Đảm với mong muốn cung cấp thêm kiến thức về cuộc chiến tranh bắt buộc này để mỗi chúng ta thêm hiểu và thêm yêu tổ quốc mình, bất chấp những xuyên tạc của bất cứ ai. Chúng tôi cũng thành thật mong được quý vị và các bạn thông cảm về sự thiếu vắng của Win Win Việt Nam trong thời gian qua. Trở về sông bé, tác giả Đào Văn Đảm. Đầu tháng 3, trời đã nóng hơn, nhưng tình hình chiến sự ở khu vực bến sỏi Tây Ninh nóng hơn nhiều. Quân Pol Pot có tới cả trung đoàn đã bất ngờ luồn sâu đánh chiếm rừng Hòa Hội, khu vực rạch Nàng Đinh và tiến sát tới mép sông Vàm Cỏ. Bọn nó gặp căn nhà túp lều, canh nương hay người dân nào, chúng nó giết sạch, đốt hết, tàn sát không nương tay. Một anh du kích đeo khẩu AR-15, mình mang đầy đạn, nghiến răng kể câu chuyện. Em gái anh ta không kịp chạy, bị tụi nó hãm hiếp đến chết, rồi nó còn tàn ác, để trần và trói cô bé vào gốc xoài, dã man cắm cả trái M79 vào cơ thể của đứa em. Nghiến răng trèo trèo, mắt long sòng sọc, anh du kích mặt đầy vẻ căm hờn. Bọn Pol Pot còn mang cả DKB bắn sâu vào nội địa. Những tiếng rú chói tai rùng rợn của đường đạn DKB nối nhau lao vào nội địa, phá tan cái không gian vùng biên ải vốn hoang vắng. Đời bộ đội nghĩ cũng hay, có lên biên giới mới biết sông Vàm Cỏ đông ra sao, chứ ở tận sông Hồng tôi đâu có biết. Dân sơ tán lùi sâu vào nội địa, quanh quẩn phía bên này phà bến sỏi, toàn bộ đội với nhau. Bây giờ đã khác tháng trước, mìn dày đặc của ta, mìn nó cài lẫn lộn. Mình thì gài trước chốt quanh nơi trú quân để đề phòng bọn luồn sâu tập kích. Còn bọn này thì nhằm vào lối đi của quân mình, của dân mà đặt mìn, nên chẳng biết đường nào mà tránh. Còn việc đi thì cứ phải đi, có điều đi thì phải luôn để ý. Những bước chân đã không còn tự do nữa, nhất là cánh trinh sát, mắt thì nhìn phía trước, giờ phải nhìn xuống chân. Mỗi bước chân là một hiểm nguy rình rập những người lính. Trong các loại mìn thì K-82 là loại mìn tàu khựa cung cấp cho quân Pol Pot, tính năng đúng như mìn dâu tôm của Mỹ, nhưng nghe đồn có thủy ngân, bị dính loại này khó chữa lắm. Điều này gây hoang mang trong bộ đội. Khi thằng Phục Đen bị K-82 tiện mất giò, đích thân chính ủy trung đoàn xuống và ra lệnh cho quân uy tập trung cao độ cứu chữa cho nó. May mắn nó đã thoát chết và được hãnh diện mang theo một cái chân giả về quê. Sau khi bất ngờ lấn chiếm và lợi dụng địa thế của rừng Hòa Hội để làm bàn đạp, bọn này củng cố công sự giải mìn dày đặc phía trước để chống bộ binh ta. Đâu đây giữa cái âm thầm tiếp cận trước trận đánh của ta là những tiếng nổ trong rừng, rồi cáng thương về trạm phẫu do các đơn vị đang trinh sát nắm địch bị đụng mìn. Buổi tối tôi nhận được lệnh từ C xuống chuẩn bị luồn sâu. Đã qua mấy tháng lên biên giới tham gia chiến đấu, quen với những cái lệnh tức thì này, tôi lặng lẽ cùng mấy thằng chuẩn bị. Nói chuẩn bị nhưng nào có gì đâu.
một cái võng với gói lương khô và bông băng nhét vào túi mìn mo, bao xe đạn thì lúc nào mà chả đủ ba băng cộng hai băng kẹt trên súng, ống nhòm, dao găm, địa bàn và quả M26 luôn gọn gàng ở cái xanh tuyê rông, chỉ cần 5 phút là có thể lên đường. Đời lính chiến lại trẻ tuổi nên nó cũng đơn giản, không có rắc rối gì nhiều, rất ác liệt. Hy sinh đấy, nhưng rồi khi việc qua lại lăn ra ngủ được ngay. Anh Lượng lúc này vẫn phụ trách trung đội tôi và trực tiếp chỉ huy ca luồn sâu tối nay. Ý định tác chiến của ta là sư đoàn 9 và trung đoàn 209 phối thuộc cùng với trung đoàn 201 quân khu 7, tỉnh đội Tây Ninh và bộ đội dân quân du kích huyện Châu Thành. Ngăn chặn chia cắt bọn Pol Pot từ phía rạch Nàng Đinh, sông Vàm Cỏ Đông, phía biên giới còn lại, tạo thành mạng lưới bủa vây bốn phía. Riêng trung đoàn 209 thì tiểu đoàn 8 sau khi đi cùng với trung đoàn 201 đánh dọc biên giới, cắt đường về và đường tiếp tế cho bọn Pol Pot trong rừng Hòa Hội, sẽ thọc sâu vào rừng chia cắt, cùng thít chặt vòng vây, tiêu diệt bọn lấn chiếm. Tốp trinh sát lên đường có 12 anh em cùng thằng Hiển, A trưởng trinh sát D7. Hiển cùng quê, cùng nhập ngũ tháng 2 năm 75 với tôi. Xuất phát từ nhá nhem tối, lần mò trong rừng với tốc độ rất chậm. Và rồi khi trăng lên lại càng chậm nữa. Trăng quá sáng, xuyên qua những tán lá rất bất lợi. Mình thì ở chỗ sáng, nó phục thì ở chỗ tối. Nhưng những bước chân vẫn cứ đều đặn, đi khom, khi bò, khi nằm xuống. Tôi vẫn không bỏ được cái tật ngu ngơ vớ vẩn của mình khi thấy ánh trăng quá đẹp giữa rừng. Luồn lách trong rừng khá lâu, cả đoàn dừng lại để phân làm hai tốp, đi hai phía với nhiệm vụ như nhau, tìm chỗ đặt cây đài, đài quan sát, tìm hiểu bố phòng của địch và đưa bộ binh vào chiếm lĩnh trận địa. Ban đầu tôi được phân về tốp anh Mão, người Hải Phòng, lớp lính tháng 8 năm 73. Nhưng sau không biết nghĩ sao, bất ngờ anh Lượng gọi tôi về, đi cùng với anh. Chiến tranh thật chẳng biết may rủi thế nào. Tốp anh Mão đi cây đài phía D9 bị lộ, lính Pốt quây chặt, hy sinh hết. Sau này hết đợt tác chiến mới biết, chứ lúc đó có biết được gì đâu. Anh Mão rất đẹp trai, da trắng, hay hát, tóc tai lúc nào cũng óng mượt. Quân phục chỉn chu, có khiếu văn nghệ. Mỗi khi đơn vị ở đâu thường gây bão lòng không biết bao nhiêu cô gái. Kể cả khi khói súng Tây Nam đã vang trên bầu trời biên giới. Mặc dù anh là người rất nghiêm túc trong các mối quan hệ với dân. Anh đi bộ đội khi đã có vợ nhưng chưa có con. Chàng trai Vĩnh Bảo Hải Phòng lúc ngã xuống cho đất mẹ Việt Nam, lòng còn mang theo rất nhiều tâm sự về người vợ trẻ ở hậu phương. Khi từ trại thương binh ra thăm quê anh một ngày đông hoe hoe nắng, lúc cuộc chiến biên giới Tây Nam đã tàn, vợ anh đã chóng vánh lên xe hoa một lần nữa. Ôi chiếc lá diêu bông và người chiến sĩ, có trách thì cũng chỉ nên trách chiến tranh thôi. Nghe nói chị ấy còn quá trẻ và đẹp. Tốp chúng tôi đi chừng 2 giờ nữa, anh Lượng cho chui vào một gốc cây, bốn phía cây nhỏ dây leo kín mít, một địa điểm lý tưởng cho trinh sát ẩn nấp và lập cây đài. Bung ra, sục sạo xa một chút, tôi và thằng Sơn Đen chui vào bụi cây, mấy anh em lấy cái cây to làm tâm, trụm chân vào đó, quay súng ra tứ phía, chẳng cần phân gác cũng không ai ngủ được. Đã vào khu vực có địch rồi. Chỉ có điều chưa rõ nó bố phòng ra sao. Sáng mai sẽ từ đây xem động tĩnh quân nó thế nào. Dưới bóng trăng sáng, qua cái kẽ lá là mặt đất, là một tràng cỏ rộng đến 100 mét, dài như muốn chia đôi khu rừng ra. Xa xa, bên kia tràng, một dải rừng đen thẫm mờ mờ dưới ánh trăng. Không gian im ắng. Thi thoảng
Tôi lại úp mặt xuống chiếc mũ cối đã hết nghĩa vụ, vành mũ mềm sụn xuống tạo thành chiếc gối bất đắc dĩ cho cái cằm của tôi, cảm nhận cái hơi thở của rừng đêm đang bật ra. Tiếng côn trùng rỉ rả, không một tiếng động, chỉ có lũ kiến và sâu bọ, cái lũ khách không mời mà đến, đã bắt đầu chui vào trong bộ quân phục cứng như mo nang, đến cả tuần nay chưa giặt. Bò trên người, gầy khó chịu quá. Sáng ra, anh Lượng bảo tôi leo lên cây quan sát cái cây cao chỉ chừng chục mét, tán rộng, lại rậm rạp, kèm theo bên dưới nó là những cây nhỏ, tạo nên một thứ ngụy trang quá tốt cho cây đài. Món leo trèo với tôi là chuyện nhỏ. Tôi vốn nổi tiếng trong lũ bạn cùng xóm về leo cây trộm trái. Thoát một cái, tôi đã có chỗ tốt nhất để quan sát. Bất ngờ, phía bên kia chảng, giữa đám cây cối ken nhau, hình như có công sự, và xuất hiện một cái đầu đang ngọ ngoại dưới đám đất vàng vàng, chắc là cửa hầm của nó. Còn tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì. Tôi tụt xuống. Anh Lượng đang định dẫn Sơn Đen và thằng Hiếu A trưởng trinh sát của tiểu đoàn 7 lợi dụng địa hình bỏ đi nắm cho chắc tình hình bọn Pol Pot bên kia chảng. Nhưng không phải lâu la gì, từ trong rừng phía bên kia chảng, không phải ở chỗ cái hầm ban nãy, có 6-7 thằng lính bất ngờ xuất hiện. Bọn nó có mỗi một đứa mang súng, còn chẳng súng ống gì, mà tay có đứa lại cầm cái song và đi lại cái đám nước trũng khá rộng giữa chảng. Hình như có cái lạch nước nhỏ ở đâu thông vào, chìm trong đám cỏ khá tốt. À, chúng nó đi tát cá. Mấy thằng chúi xuống hì hục tát, gọi nhau ý ới, tự nhiên cứ như thể đây là đất của ông bà nó từ hồi nào, và còn khinh địch nữa. Khi 209 lên bến sỏi, có nghe nói bọn vào rừng hòa hội đợt này là lính của sư 290 chính quy bảo vệ Nông Pênh, lực lượng dự bị chiến lược của Pốt gì gì đó. Chắc là bọn này đây. Quần áo của chúng nó màu xanh, trông chính quy lắm. Da rẻ trắng trẻo, không phải quần áo đen bẩn thỉu quấn khăn rằn như tụi trước lính địa phương. Nhưng mà có lẽ bọn này chưa va đánh đấm gì thì phải, vì nếu biết lễ độ của chiến tranh rồi thì chúng nó đâu dám coi thường thần chết mà khinh địch thế kia. Đột nhiên, cái thằng mang súng ngồi trên mép nước đứng dậy, đi về phía bọn tôi. Anh Lượng cho mấy thằng bò ra khỏi lùm cây, về phía sau, lợi dụng địa hình tản ra, nằm xuống, nhằm tránh tình huống xấu nhất nếu phải nổ súng. Bọn bên kia chẳng có bắn sang cây đài của chúng tôi, cũng đỡ thương vong. Thằng Pốt cách chừng 30 mét, nó dừng lại, ngồi xuống đám cỏ cao đến đầu gối. Tưởng nó làm gì? Thì ra, thằng này đi bậy. Mẹ cha cái thằng này, nó ăn gì mà ngu thế? Hoặc giả, nó là lính mới, chưa nếm mùi khói đạn, cho nên nó mới vậy, chứ chả có thằng nào dám ngông thế. Mấy thằng đang tát cá và cái thằng kia, nếu bọn tôi nổ súng, chắc không có đứa nào thoát. Bố Lượng thì không cho rồi, còn nhiệm vụ là nắm địch cơ mà. Và lại, chúng tôi cũng đã quen với cảnh này rồi, trinh sát mà. Ở ngã ba Chùa Cốc, đợt đánh lên đầu tiên, bọn Pol Pot còn lừa thằng Sơn Đen với thằng Hiến trinh sát D7, đưa một lão già chả biết có liệt không ra cửa, ú ớ kêu cứu. Hai đứa định vào giúp đỡ, cách chừng 20 mét. Păng, păng! Từ trong nhà, một loạt đạn bắn ra, phải nói là cực may, không trúng. Hai thằng lăn vào gốc thốt nốt, thằng Sơn Đen nhanh như cắt tung quả M26 vào chỗ lão già. Một tiếng âm, thằng Hiền xả một loạt AK và thốc vào trong nhà. Không có mống nào, chỉ có mỗi lão già bên vũng máu. Bài học đầu tiên về sự cảnh giác cho những thằng lính còn tò te như chúng tôi. Chút nữa thì quá đắt. Chút nữa thì vì dân ca quên mình. Sơn Đen sau này là chính trị viên tiểu đoàn 8. Chính là tiểu đoàn anh Tư hôm rút từ bên chóp về.
Hai thằng này cùng quê cùng lứa tháng 2 năm 75 với tôi. Rồi mấy thằng tát cá cũng rút về bìa rừng bên ấy. Tôi đang nhấp nhổm định đứng lên chui vào lùm cây thì có tiếng cây khô gãy lách cách đằng sau chừng 15 mét. Quay ngoắt khẩu AK lại, tôi thấy có ba bộ đội mình, trong đó có anh Nhân, xê phó người Hải Phòng và một người lạ mặt tay cầm súng ngắn. Tôi bước lại gần họ. Anh Nhân bảo, ông này là đại trưởng pháo 105 ly, tưởng mày là lính pốt, tí nữa định bắn, tao giữ lại. Bảo lão, mẹ nó, là lính của tôi đấy ông ạ. Chết thật, mấy cái bố lính pháo này ngồi mát ăn bát vàng, xa mũi tên hòn đạn quen rồi, trông gà hóa quốc. Tôi đang định nổi điên lên thì nhận ra quen quen. Anh C trưởng của bốn khẩu 105 ly ở ngã ba Chùa Cốc hôm nào đi tăng cường cho tiểu đoàn 7. Đêm đầu tiên, chân ướt chân ráo, trung đoàn phản kích từ bến Sỏi sang, hầm hố chưa có, mấy tiếng liền bị một khẩu 105 chết tiệt của Pol Pot cứ túc tắc giã vào hầm D7. Hầm hố thì chưa đào, mấy thằng chúng tôi chạy tránh lung tung bằng kinh nghiệm truyền lại. Mỗi khi nghe tiếng hú của trái đạn, biết nổ gần nổ xa mà nằm xuống mảnh, rồi đất cát văng tung tóe hú hồn. Sáng hôm sau sang thăm pháo gặp anh này. Giờ anh ta ra đây mượn cây đài đo đạc phần tử cho pháo sáng mai quất vào bọn bên kia chẳng. Giàn hòa với nhau, thằng Sơn Đen với Hiền quay về cùng anh Nhân. Anh Lượng giao nhiệm vụ cho hai thằng quay về đêm nay dẫn tiểu đoàn 7 vào chiếm lĩnh trận địa. Còn lại mấy anh em lại sống cảnh đêm qua. Tôi lại nằm chỗ cũ, lại nhìn ra phía trảng. Lát nữa, phải ra phía sau đón tiểu đoàn 7 vào chiếm lĩnh trận địa. Rồi chờ mãi mà không thấy tiểu đoàn 7 đâu. Thời gian cứ trôi đi, anh Lượng đã sốt ruột, định cho về móc lại tiểu đoàn 7 xem sự cố thế nào. Nhưng về, giờ cũng không còn kịp, chưa nói đến lệch đường. Mặc dù đã bẻ cò, bẻ cây đánh dấu, nhưng nhiều khi nó cũng không chuẩn. Có trường hợp lính đã mệt sau nhiều ngày tác chiến hành quân mang nặng, ban đêm đi hàng tiếng đồng hồ, rồi thì con đường này, cái cây to này, cái tràng rừng này sao quen thế, thì ra lại lộn về chỗ cũ. Rồi cảnh quân ta chiến thắng quân mình nữa, hai đơn vị tác chiến cùng một mục tiêu trong một khu vực rộng rừng núi, mà thằng Pol Pot nó không có đồn bốt như quân Mỹ ngụy, nó xuất hiện và rút chạy cũng lẹ lắm, nên đơn vị thuận lợi hơn chiếm mục tiêu trước, rồi đơn vị đến sau do hiệp đồng không chặt lại tiếp tục phang luôn, nổ súng mãi chiếm không được mà anh kia cũng không lui. Báo cáo lên trên, trên cho bắt liên lạc và báo tọa độ đứng chân. Té ra quân ta đánh quân mình, mà có phải thế là xong đâu, còn thương vong nữa chứ. Rồi 4 giờ sáng, thôi phó mặc cho may rủi, anh Lượng cũng sốt ruột không kém. Đến giờ rồi mà chưa thấy Sơn Đen với Hiền dẫn dê bầy vào. Rồi bỗng nhiên từ phía bến phà Sỏi một loạt tiếng huỳnh huỳnh lan truyền từ trong lòng đất, rung chuyển cả không trung. Hàng loạt trái pháo tầm xa, tầm gần của ta vun vút rú lên, lao qua cây đài, nổ sâu phía biên giới, trong rừng hòa hội, phía bên kia chẳng, tạo nên những quầng lửa sáng lòa. Giờ dê đã đến rồi, chưa bao giờ thấy pháo mình bắn sang thế. Quỳnh quỳnh không dứt, sướng thật. Bây giờ thì chắc mấy thằng Pốt bảo vệ Nông Pênh kia biết lễ độ rồi. Nếu có thoát chết trận này, bố nó cũng chả dám ngông nghênh nữa. Trận mưa pháo vừa dứt thì cách chỗ mấy anh em đang ngóng đội dê bảy chừng 150 mét, cùng phía bên này chẳng, rộ lên tiếng DKZ, B40, B41, 12 ly 8 cùng các loại súng của bộ binh sôi lên. Huỳnh xèo, oanh oanh, bằng bằng, chiêu chiêu, một trận mưa đạn bắn sang rừng bên kia chẳng. Quân mình rồi, vậy là giờ nổ súng đã bắt đầu rồi mà vẫn chưa gặp dê bảy.
Trời đã mờ sáng, những đường đạn đỏ rực vẫn nối đuôi nhau cắm sang bìa rừng bên kia tràng. Cùng với nó là tiếng cối 120 ly, cối 82-60 của trung đoàn, tiểu đoàn từ cánh rừng bên phải. Tong, tong, hoàng, hoàng, vùn vút lao sang, chụp những quầng lửa vào bọn Pol Pot trước mặt. Bọn nó cũng chống trả quyết liệt. Từ chỗ cái khẩu đại liên tổ đài đã phát hiện hôm trước, từng tràng dài, băng băng băng, nó quét sang bên này chàng. Cái nòng súng cứ xoay ngang xoay dọc, khạc lửa. Mà trước mặt lại là một cái tràng trống. Quả là nó lợi hại vô cùng. Nó tuôn ra từng tràng đạn, ghìm chặt chân cánh bộ binh nhà mình bên này chàng. Một lúc sau lại huỳnh xoèo oanh oanh. Cách ụ đại liên chục mét, một khẩu DKZ nữa xuất hiện, liên tiếp phóng sang tới 4-5 quả vào đội hình ta. Nhưng mà nó cũng không sủa được lâu. Ung xèo oanh, một phát DK từ bên này không biết từ tay xạ thủ nào bắn sang, một quầng lửa trùm lên, khẩu đại liên của nó cầm họng nốt. Cánh hỏa lực đi cùng nhà mình phải nói là vừa gan lại vừa tinh quái nữa. Nãy giờ khi thấy quân Pốt đã phơi hết hỏa lực mạnh ra và cái khẩu đội hỏa lực đi cùng với bộ binh thuộc dạng tác xạ điêu luyện, chỉ chờ con mồi xuất hiện là bóp cò. Và thế là cái thằng DKZ đen đuổi quân Pol Pot khi nãy bị ăn đạn luôn. Lính trực tiếp cầm súng như lứa tháng 2 năm 75 bọn tôi lúc này đã có thể gọi là cũ. Còn phần lớn là bọn 76-77 mới bóc tem, đã đánh đấm gì đâu. Chứ phúc tổ 7 đời cho bọn Pot. Nếu chúng nó mà gặp phải những lớp lính mũ tai bèo đàn anh ngày xưa như bố Vinh già xê trưởng cũ hay anh Hồng chẳng hạn thì biết mặt. Họ là những người lính dạn dày lửa đạn, những người đã từng dựng lên những bức tường lửa đường 13 trong chiến dịch Nguyễn Huệ 1972. Hàng tháng trời chốt chặn dưới mưa bom đạn của hỏa lực Mỹ, đọ súng với mọi sắc lính có số má của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ lính dù, thủy quân lục chiến đến các sư đoàn sừng sỏ, mà không một thằng lính nào, một chiếc xe nào đục được qua chốt của quân giải phóng để lên giải vây cho thị xã An Lộc. Đến nỗi báo chí tướng tá Sài Gòn cũng phải ngả mũ chào thua. Nói thế thôi, chứ không lẽ cứ bắt các anh ấy cầm súng hoài suốt đời sao? Cách chàng trước mặt bọn tôi đến chỗ bộ binh đang nổ súng thì đoạn này nó cong lên cách chỗ chiếm lĩnh trận địa của hai tiểu đoàn đêm qua chừng 150 mét, nên đường đạn của anh em bắn sang bọn Pốt trước mặt cứ như là bắn vào cây đài. Nhìn từ đây sang trông giống như là bọn Pốt nó bắn rồi la ó loạn xạ, nhưng cũng không dám nổ súng sang đó cùng anh em vì sợ phía D7 D9 các bố nhà ta đang hăng máu, tưởng bọn tôi là lính Pốt quay nòng DKZ hay B40 sang cho một phát thì nguy to, nên không dám ngọ ngoại. Cho đến khi bọn lính Pol Pot không chịu được áp lực tấn công của D7 D9, tiếng súng chống trả của tụi nó thưa dần rồi tháo chạy, bộ binh rời công sự xung phong lên, chúng tôi vẫn chưa dám thò đầu ra. Rồi cánh bộ binh lom khom tiến, thi thoảng có thằng nổ súng thị uy, bọn tôi lại phải đợi tốp đi đầu tới ngang mặt mới dám ra, sợ nhập nhèm bọn nó cho một tràng thì bỏ mẹ. Khi trông rõ mấy thằng đi đầu, anh Lượng mới cho ra. Lính D7 lần lượt tràn lên, tôi chả lạ gì bọn nó, gặp mấy thằng quen, nhưng chúng nó và mình cũng còn phải để mắt tới mình, nên cũng chỉ gật gật đầu chào nhau. Hơn nữa cũng còn đang đánh nhau bỏ mẹ, không bắt tay bắt chân gì, kiêng kỵ. Mới bắt đầu mà đã xong rồi. Rồi gặp đến bọn thằng Hiển, Sơn Đen và tiểu đoàn trưởng Cưu và bộ Sậu mới hay. Tối qua, hai thằng dắt D7 vào chiếm lĩnh, bị lệch chỗ tổ đài tầm 150 mét về bên phải. Trời tối, thời gian củng cố công sự không còn nhiều, tiểu đoàn quyết định cho bộ đội chiếm lĩnh trận địa tại chỗ luôn. Tuy có chệch một đoạn, nhưng cơ bản trúng đội hình phòng ngự của địch. Thôi, thế cũng đạt yêu cầu rồi. Rừng núi mà. Nhập vào đội hình D7, tiến sâu vào trong rừng,
bước qua những công sự của bọn lấn chiếm vừa tháo chạy bên những thân cây bị đạn pháo DKZ B-40 bắn cháy, lửa khói đang dần dần, là những căn hầm bị đạn xúc tung lên loang lổ những vết máu. Nhưng mà chỉ thấy duy nhất một tên lính bốt nằm nghiêng trên mép công sự với một cái đùi nát bét, còn tuyệt nhiên không thấy một cái xác hay một tên tù binh bốt nào. Bọn này cái khoản thu dọn hậu quả nhanh thật. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.